Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Bản tin 24 giờ. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Thông tin đầu tiên, tin không khí lạnh mới nhất. Từ đêm nay, miền Bắc mưa to do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu. Bắc Bộ được dự báo mưa dông nhiều ngày. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 22 tháng 5, một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống nước ta. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ đêm ngày 22 đến ngày 23 tháng 5, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối ngày 23 đến ngày 24 tháng 5, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, nên chiều và tối ngày 22 tháng 5, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực phía Nam của Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Dự báo đợt mưa dông này kéo dài nhiều ngày tới ở miền Bắc, miền Trung. Trước đó, các chuyên gia khí tượng cho biết, từ tối ngày 22 tháng 5, có đợt không khí lạnh đi vào các tỉnh miền núi phía Bắc. Các cơn mưa rào bắt đầu xảy ra từ miền núi phía Bắc vào đêm ngày 22 tháng 5. Mưa dịch chuyển dần về miền Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong ngày 23 tháng 5. Mưa không kéo dài nhưng mưa lớn kèm theo dông gió nên dễ làm đổ cây cối, ảnh hưởng đến mùa màng. Trước khi đón mưa dông ngày hôm nay 22 tháng 5, thời tiết tại khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ngày 23 tháng 5, nắng nóng kết thúc ở khu vực này, nền nhiệt giảm 3-4 độ so với ngày trước đó. Khu vực Tây Bắc Bộ các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên ngày mai tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Tiếp theo là thông tin dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, khu vực Tây Bắc 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ít mây đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Phía Nam 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Có mây, phía Bắc đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng nóng gián đoạn. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, sau những ngày nắng nóng, mưa dông, lốc sét sẽ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành trên cả nước. Những ngày qua, trong khi nắng nóng bao trùm nhiều địa phương ở phía Bắc thì mưa rải rác xuất hiện phổ biến tại miền Trung, Tây Nguyên. Dự kiến mưa dông, lốc sét, mưa đá sẽ diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong ít ngày tới. Số liệu quan trắc cho thấy từ 19 giờ ngày 18 tháng 5 đến 19 giờ ngày 21 tháng 5, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như A Lưới của Thừa Thiên Huế 127 mm, Sa An của Bình Thuận 196 mm, Hóc Môn của thành phố Hồ Chí Minh 144 mm,
Suối Vàng của Lâm Đồng 137mm. Từ 19 giờ đêm ngày 21 tháng 5 đến 7 giờ sáng ngày 22 tháng 5, tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Riêng một số trạm tại Quảng Trị có lượng mưa lớn hơn như Nam Thạch Hãn 52mm, Triệu Ái 33mm. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai phát đi sáng nay 22 tháng 5 cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ đêm nay đến hết ngày 23 tháng 5, ở Bắc Bộ bao gồm cả Hà Nội và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, với tổng lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Từ chiều tối ngày 23 đến ngày 24 tháng 5, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do dông lốc sét mưa đá cấp độ 1. Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, trước nhận định thời tiết thiên tai phức tạp sau những ngày nắng nóng, Văn phòng thường trực đang duy trì tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết thiên tai và chuyển bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời tới các địa phương. Đối với các địa phương, ông Nguyễn Văn Tiến đề nghị trong những ngày tới cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai từ cơ quan chức năng, phổ biến đến người dân và cộng đồng biết đề phòng và tránh. Tổ chức trực ban nghiêm túc, đồng thời chủ động các biện pháp ứng phó với thời tiết cực đoan, nhất là mưa dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở đất ở Hậu Giang. Trong hai ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ sạt lở đất. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, vào lúc 23 giờ ngày 20 tháng 5, tại kênh Mái Dầm, ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành đã xảy ra vụ sạt lở đất với chiều dài 10m, sâu và nơi rộng nhất khoảng 4m, diện tích mặt đất là 40m2. Sau đó vào lúc 2 giờ ngày 21 tháng 5, tại kênh Mái Dầm, ấp Phú Chí B1, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành xảy ra vụ lở đất với chiều dài 20m. Sâu vào bờ, nơi rộng nhất là 7m, diện tích mặt đất là 140m2, ước tính thiệt hại 50 triệu đồng. Tiếp đó vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 5 xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại kênh Thạch Đông, ấp Thạch Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành với chiều dài 15m, sâu vào bờ nơi rộng nhất là khoảng 4m, diện tích mặt đất là 60m2, ước tính thiệt hại 16 triệu đồng. Cả 3 vụ sạt lở đất trên đều chưa cắt đường giao thông nông thôn. Tính chung từ đầu năm nay, tại Hậu Giang đã xảy ra hơn 20 điểm sạt lở, với tổng chiều dài sạt lở gần 450m, diện tích mặt đất mất hơn 2.200m2. Còn tại Cà Mau, tình hình sạt lở ven sông trên địa bàn huyện Nam Căn vẫn hết sức phức tạp. Khu vực xã Tam Giang là điểm nóng về sạt lở. Tại đây đã từng xảy ra vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 14 căn nhà của 10 hộ dân. Hiện nay, khu vực này đang được các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ làm bờ kè để chống sạt lở. Tổng vốn đầu tư 2,8 tỷ đồng. Dự báo trong thời gian tới, tình hình thiên tai tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long còn diễn biến phức tạp và khó lường, nhất là tình hình sạt lở bờ sông và bờ kênh. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!